Chúng ta cũng biết rằng là có 3 loại tật khúc xạ mà trẻ con thường hay gặp là cận thị, viễn thị cũng như là loạn thị. Vậy thì làm thế nào hoặc là có dấu hiệu nào để chúng ta có thể là phân biệt và nhận biết các tật khúc xạ mà con em mình đang gặp phải ạ? Các dấu hiệu đầu tiên là phải nhìn mờ. Thường các cháu sẽ có cái nhìn mờ, nhưng hầu hết các cháu sẽ không kêu là mắt mình bị nhìn mờ, vì các cháu không, thứ nhất là vì ngại, thứ hai là phản ánh nó không đúng với sự thật, thứ ba là có thể các cháu kêu lên thì bố mẹ sẽ ngăn cấm cháu đang thích, ví dụ như là các cái điện tử, ví dụ như đang thích xem TV thì bố mẹ thường ngăn cấm trong cái suy nghĩ tư tưởng của các cháu như thế. Cho nên bố mẹ phải để ý tới con nhiều hơn. Đầu tiên đó là các con hay có dấu hiệu hay chạy, thích chạy đến gần màn hình TV để xem TV. Thứ hai là các con cầm các cái vật để xem như đọc thì các con thường hay đưa sát vào mắt mình hơn. Tư thế ngồi học của các con cũng bị cúi sát hơn. Các con thường hay kêu có dấu hiệu đau đầu hoặc mỏi mắt. Và một cái nữa mà chúng ta thường hay phải để ý, đối với bố mẹ thường hay để ý, đó là quan tâm đến cái lực học của các con. Nhiều khi các con viết bị sai từ so với cô giáo viết ở trên bảng. Nhiều trường hợp thì các con thậm chí là còn nheo mắt để nhìn các cái vật nó rõ hơn. Đấy là cũng là một dấu hiệu mà bố mẹ cũng nên để ý. Các con có dấu hiệu chớp mắt, dụi mắt nhiều hơn bình thường. Hoặc là các con sẽ có những cái vấn đề về như mắt bị lé, bị lác, thì đó là dấu hiệu thường nặng rồi. Con kêu hình ảnh nó bị bập bềnh hoặc chóng mặt, đau đầu thì bố mẹ cũng nên đưa con đi kiểm tra mắt.